Cùng ngày 21 tháng 12, ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị số 2 và đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri các phường An Khánh, An Hòa, An Cư và An Nghiệp sau kỳ họp cuối năm. Buổi tiếp xúc cũng theo hình thức trực tuyến. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều thông tin tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri. Cử tri các phường tiếp tục kiến nghị đến ngành chức năng thành phố và quận sớm thu hồi các quy hoạch dự án không triển khai để nhanh tiến độ các công trình có kế hoạch nạo vét kênh mương củi, đầu xấu, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, quan tâm quản lý F0, F1 tại nhà, tăng cường hoạt động tổ y tế cộng đồng, trang bị vật tư y tế và xem xét hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.